Mùa án xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Với thương hiệu hạng sang của nhà Mercedes-Benz thì GLC 200 là một chiếc xe gầm cao, hạng sang, giá rất là dễ dàng tiếp cận cho anh chị và các bạn có thể sở hữu về chiếc xe GLC 200. Sản xuất năm 2021. Với GLC 2021 thì nó sẽ có hai phiên bản GLC 200. Đó là GLC 200 và GLC 200 4MATIC. Bản em đang giới thiệu anh chị là phiên bản thấp nhất. Với bản này thì nó sẽ rất là phù hợp cho những anh chị và các bạn cần một chiếc xe di chuyển trong phố, không cần quá nhiều tính năng option. Về tiện ích, an toàn cũng như là tính năng ở phần đầu xe thì nó vẫn mang lại hệ thống đèn chiếu sáng dạng LED, rồi mặt ca lăng với những thanh lan mạ chrome to bản, hay là hệ thống cảm biến trước sau được trang bị đầy đủ. Mâm thì trang bị mâm hợp kim, với dàn mâm của chiếc xe này thì nó cũng trang bị cho anh chị và các bạn kích thước lớn, giúp cho anh chị và các bạn có thể vận hành chiếc xe và nhìn chiếc xe trông nó thể thao hơn. Dàn nốt của chiếc xe thì cũng vừa mới thay thôi, anh chị mua về sẽ không phải nâng cấp thêm gì nữa mà chỉ việc sử dụng thôi. Bao check test hãng toàn quốc, gara theo yêu cầu của anh chị và các bạn. Và bây giờ thì em sẽ đi vào chi tiết cận cảnh từng phần cho anh chị và các bạn có thể tham khảo, từ nước sơn xi, gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ, tay nắm cửa và những phần mạ chân kính. Đuôi xe thì với tạo hình bóng đèn hậu dạng LED được thiết kế rất là tỉ mỉ và trau chuốt, với cụ ống xả thể thao với lưới liền với nhau bằng viền mạ chrome. Đấy. Rồi cốp của chiếc xe vẫn sử dụng là hệ thống cốp điện, cảm biến cam nùi, gạt mưa, đèn cảnh báo vẫn được trang bị đầy đủ cho anh chị và các bạn sử dụng. Cái không gian chứa đồ của chiếc xe thì nó khá là rộng rãi, có vách ngăn này, rồi là có hệ thống gập điện hàng ghế thứ hai, giúp cho anh chị và các bạn có thể gập, gia tăng thể tích một cách dễ dàng. Đây là những phần đường nét về đường chỉ cũng như là đinh tán của chiếc xe để anh chị và các bạn cùng cảm nhận qua về chất lượng của chiếc xe em đang cập nhật cho anh chị và các bạn. Sơ qua của chiếc xe thì nó trang bị là lốp bé, để nhắc anh chị và các bạn khi thay lốp xong mình phải thay lại. Đấy, rồi là những cái phần thùng cốp của chiếc xe này. Đấy, vẫn còn chấm phẩy sơn của nhà sản xuất nên anh chị mua về rất là an tâm sử dụng. Và tiến tới về không gian nội thất của chiếc xe thì em sẽ đi vào chi tiết cận cảnh cho anh chị và các bạn cùng tham quan về chiếc xe em đang cập nhật cho anh chị và các bạn, xem cái không gian nội thất của chiếc xe nó có hoàn hảo hay không và có được giữ gìn hay không. Anh chị và các bạn hãy đi theo dõi với em. Ở dọc thân xe thì cũng đã được trang bị cho anh chị và các bạn như hệ thống bật lên xuống, giúp cho người già và trẻ nhỏ lên xe một cách dễ dàng. Với mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe kết hợp thì đâu đó khoảng 8,7 lít thôi. Đường trong phố thì khoảng 11,47 lít, ngoài đô thị khoảng 7,18 lít. Một cái mức tiêu hao nhiên liệu đáng để anh chị và các bạn cân nhắc. Cánh cửa ở hàng ghế thứ hai thì nó sẽ có bọc da và những chi tiết ốp gỗ và hệ thống loa được tích hợp ở trên cánh cửa. Với bản 4MATIC thì nó sẽ có trang bị là loa boom, còn với bản này thì nó chỉ sử dụng là loa thường thôi anh chị ạ. Tuy là loa thường thôi nhưng mà chất lượng âm thanh của chiếc xe nó vẫn rất tốt. Ghế ngồi ở hàng ghế thứ hai đây, từ má ghế đến nòng ghế của chiếc xe thì em cũng quay rõ cho anh chị và các bạn có thể tham khảo. Với chất lượng đường chỉ cũng như là hệ thống ghế ngồi vẫn còn rất là đẹp. Và để đảm bảo an tâm cho anh chị và các bạn có thể mua xe an toàn, tránh được những cái rủi ro về xe tai nạn ngập nước, thì anh chị và các bạn hãy mang xe vào hãng hoặc một bên thứ ba mà anh chị và các bạn quen biết tin tưởng, để mình có thể check lại, tránh được những cái rủi ro về xe tai nạn ngập nước, mang đến cái sự an tâm trong quá trình sử dụng sau này. Với không gian khoang lái của chiếc xe thì nó vẫn mang lại cho người dùng những cái tiện nghi như là ghế ngồi chỉnh điện, nhớ ghế 3 vị trí, ghế lái, ghế phụ, rồi các phím chức năng lên xuống kính, hệ thống chỉnh gương, tay mở cửa, những nút khóa cửa, lóc cửa. Đấy, những cái chi tiết táp ly. Hay là hệ thống vô lăng của chiếc xe có bọc da ốp gỗ. Vô lăng thì vẫn có set cruise này, đàm thoại rảnh tay, tăng chỉnh âm lượng, các phím điều chỉnh chức năng, cụm đồng hồ hiển thị thông tin, vòng tua, rồi màn hình giải trí, hay là các phím bấm chức năng, cần số sau vô lăng. Với hộp số của chiếc xe này nó sử dụng là hộp số tự động 9 cấp, 9 Digitronic cho anh chị và các bạn cái khả năng vận hành rất là tuyệt vời, cùng với hệ thống lọc điều hòa không khí bên trong, giúp mang lại cái không khí trong lành và đảm bảo sức khỏe cho người lái.
ghế ngồi của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể thấy chất lượng ghế lái, ghế phụ của chiếc xe vẫn giữ được độ đẹp căng mọng từ những phần má ghế đến nòng ghế. Với khối động cơ của chiếc xe, nó sử dụng khối động cơ là máy 2.0, cho anh chị và các bạn cái khả năng vận hành di chuyển đạp ga của chiếc xe nó vẫn dính lưng và đáp ứng đủ những cái nhu cầu của anh chị và các bạn. Mà cái tầm tiền của chiếc xe GLC 200 2021 này bây giờ nó chỉ còn 1 tỷ 430 triệu, giá vẫn còn giảm và thương lượng hỗ trợ cho anh chị và các bạn các thủ tục như là mua xe trả góp, giao xe toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình để nhận được các hỗ trợ tốt nhất từ cửa hàng. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ. Các bác cần thông tin chi tiết cụ thể về chiếc xe, mình có thể truy cập ngay tại web otosehoi.com để xem thông tin cụ thể. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị và các bạn.